Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một vật dụng vô cùng cần thiết trong mỗi một gia đình. Nếu như chúng ta nghĩ đến việc chế biến các loại thức ăn thì đó chính là máy thái thịt cắt xương đa năng Cook Easy. Với một chiếc máy thái thịt cắt xương đa năng, không chỉ thái thịt cắt xương thôi mà còn có thể cắt được rất nhiều các loại nguyên liệu khác nhau. Bên cạnh đó, việc sử dụng cũng hết sức đơn giản và dễ dàng. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Cùng với chiếc máy này, cùng cách làm như vậy chúng ta có thể thái rau củ chặt xương hay cứng như linh chi, nhung hiêu cũng rất là đơn giản nhẹ nhàng.